Quý vị ơi, tin buồn, tin buồn, tin chấn động. Ông chính hôm nay sầm nụ. Ở trên bịch, bịch thức ăn kìa. Thì chị lái đưa ảnh đi. Lái đưa ảnh à? Một phần thôi. Giờ nãy giờ em đi phát từ thiện cả nhà. Em ghé đây em thăm chính rau. Hôm nay ông cạo đầu, ông đi tu rồi. Hôm nay bán được, okay, hả? Bán được nhưng mà có cái bị đô thị với lại công an phường hai bên phối hợp chí chạy như chó đậm hôn của vậy. Em hôm nay là em chơi xả láng luôn. Chơi xả luôn đi. À, còn vừa sim xanh không? Còn 10 trái. 10 cái. Đặt đi. 10 cái hay là 10 trái? Quất 10 trái. Sim xanh còn không? Đó, làm như mình khi dễ đó, sao không có tiền mua. Ở Bình Định giờ mua hết cả cái xe là mua cả khu tôi ở luôn á, đừng đó. Nghĩ sao vậy? Rồi cho em xe ôm luôn. Nói sao kỳ cục vậy. Bán đi đi, đỡ tốn 30 ngàn. 30 ngàn, 40 ngàn phần bờ kho bánh mì ở đâu này bán 20. Không, 20 đi. 20 ngàn tiền cơm. À. Tiền cơm 25 ngàn, tiền cơm 25 ngàn. Đi. Bây giờ cho hay là bán? Nói mẹ tiếng gì 30-40 ở đâu đây? Thì tôi nói giá mặt bằng chung người ta bán là 30. Người ta bán còn Bình Định bán khác. Bán nhiêu? Tôi bán 50. Chung qua bên đường thì mệt luôn. Giờ vừa cho vừa cười hay vừa cho vừa khóc đây? Giờ sao? Ý sao? Chị chú kia kiểu sao rồi nói nghe. Khỏi cần chút. Chú come in coconut. Ok. Cái gì mà cô nít? Cô nít già lưu đạn. Người ta mời khách tay mà. Nói tiếng Anh gì mà cô nít. Ông còn sơ sơ thôi chứ nó nứt là tôi đền á. Thì cứ đem qua đây. Trời ơi, cái dù nó cũng te tua như ổng vậy đó. Wow, mẹ. Hôm nay hình như bán chắc cũng được 15 bịch à, 15 bao à. Ở đâu? Đâu, đô thị à? Đó chứ, chạy thì 8 giờ mới ra. 8 giờ chạy cho chó đập không? Sao khoảng 15 bao vậy? Dạ, uống hay nấu chị? Nấu. Dạ. Chị chờ 10 phút nữa đi chị. Giờ cái mũ lên cái thái gì đâu chị? Đã mũ lên thái đầu chùa. Như ngáo vậy đó. Trời ơi. Đó là 1 lít nước luôn nha quý vị. Chưa được lít. Đừng nghe mình nghe quý vị. Chưa được lít. Thì tôi đổ nước lạnh vô đủ lít. Nước lạnh vô đủ lít. Cái nào ít nước là ông bỏ vô ca đó để thêm cho khách nha quý vị. Phải ít nước mà sống. Táo hả? Dạ 240. Cái bên 24 ngàn. Em hút chị. Bữa nãy mình định ghi cái ghế quẹo không ạ? Có. Có đẳng không? Có ngoại không? Có sao không? Có 6 ngàn. Có. Bữa nào phát từ thiện tôi ghé. Không ăn không? Có. Tôi tài tôi cướp trợ chứ. 6 ngàn. Cái phần mà Bình Định đi phát mà cho mấy người vô vô cư mà cơm của cái chị gì á? Chuyện của Mạnh Quân người
tiền về mua. Nó đi phát hiện thì có cam nữa mà tôi chờ đợi hoài thấy không hả? Đây nè, đối diện nè, đối diện có một quầy cam lớn kìa. Cam còn ngon hơn nữa. Dạ không. 26 chỉ mặt nó mai lên phường hợp. Nghĩ gì sao đẹp trai vậy mà nói chuyện kỳ cục. Tự nhiên người ta vậy mà nói đưa lên phường. Nó nhốt cho lẹ. Ông tính cao bán địa chỉ 162 Nguyễn Thiện Thục, quận 3 nha quý vị. Không. Che già nó nói chuyện tức lắm nha, đang nói chuyện lỡ giữa xong rồi nó đứt. Ai? Bạn với ai? Bạn nào? Bạn Nguyễn Chí Cường. Có đang ấy thì khách mua dừa không lẽ giờ bỏ khách ba? Thì cái gì cũng vậy đúng không quý vị? Mình đang nó hốt ông đi luôn cho rồi. Ủa sao nó thay chị thấy cái đảo xe á, đây dài dài với đảo nó bắt xe. Đúng rồi. Đâu đường á. Nói sao nó không phạt. Nói bạn của Bình Định giáo yêu. À anh nói lỡ lần này thôi. Lần sau là tôi bắt xe luôn á. Vậy sao mai nếu phải chạy đâu bác? Ngày mai hả? Mai thì tính sao vậy? Giờ kiếm cơm bữa nay trước đã. Em tôi mở ông một cái gian hàng ngay mặt tiền đường nha. Được, mở đi. Chịu không? Chịu. Ăn chia sao? À, sao? Cho không công. 64. Tôi 6 còn 4. Sao? À, à sao? À không chịu không? 73. 90 đi. Nói chứ mở cái gì mình định đây bây giờ mở ra là bao giờ mới lấy lại vốn. Cha mẹ đồng sống già kia còn có gan mở tiệm bánh xèo kia. Cái chuyện đó là chuyện của người ta, còn cái chuyện của chính râu là cái chuyện chính râu chứ không có dính dáng người tới chuyện rồi. Em nói dù cái gì nghe, tất cả cái gì á em muốn làm cái gì đó là em suy nghĩ rất là kỹ, tại vì em còn con còn vợ nữa. Còn người ta không có nghĩ tới vợ con là chuyện đó là chuyện của người ta, còn em là em khác. Chắc là quên hả? Đúng. Chứ em không có nghĩ phải có cái này cái kia hay là người ta ủng hộ hay này cái nọ. Là em không có nghĩ tới tất cả cái gì hết. Em nghĩ làm được thì làm, là không được không làm. Vậy thôi. Như vậy cứu được không? Không có được, không có chơi được. Em không quan tâm nữa. Làm là mình chính mình làm. Đây nè. Chứ đâu phải là bây giờ mở ai mở không được, nên tôi mở không được vậy. Nhưng mà quan trọng là mở ra bán được hay không thôi. Bên kia cho mướn thuê 12 triệu một tháng à. Đó, 12 triệu một tháng. Đó, bên đó bán dừa là ngon luôn. Mà không làm cái đó thà là ở sống vỉa hè đi cho chắc ăn, chứ bây giờ cứ mướn cái nhà không được bán được rồi không được tiền bạc được có tiền thôi. Nghĩ rồi mở ra là mình đã bán được như những mọi người khác, mỗi người có một cái tư duy khác nhau, không ai giống ai đâu. Làm cái gì mình đâu phải là mình làm cho mình không đâu, mình làm còn con cái vợ con chứ không phải làm riêng cho mình đâu. Nhưng mà an còn nó đâu có giàu nổi đâu, một giàu hai nghèo à. Đúng, cái giàu cái gì cũng có hai mặt của nó. Đúng, giàu là nó làm mình giàu à, là làm như thế nào mới giàu chứ làm giống như như mà cha của ông Thúng là em thấy không có giàu hết. Em nói thẳng luôn, thấy không có giàu nổi. Nghĩ sao mà nhà kêu suốt ngày hả? Có thể cứ giải cứu không làm sao.
giờ giải cứu. Ví dụ bây giờ nói là những quý vị buồn hay buồn hen, buồn chịu. Bây giờ ví dụ bây giờ cũng bán là một ngày nè. Đó nè. Con cứ bán tới chiều. Chiều xong cái anh em giải cứu. Trời ơi, con bảo đảm hen. Xong vòng một tháng thôi. Bạn mua được cái chiếc xe lắc giống như Bình Định luôn. Tháng mà còn khỏi gần là nhiều. Thì ngày kiếm mấy trăm triệu mày. Đúng nhiên. Cứ ngày đừng có nhiều, ngày 700 ngàn, 800 ngàn. Bữa giờ mát máng một ngày. Ngày 700 ngàn thôi, khỏi cần nhiều. Một tháng ra bao nhiêu tiền rồi? Bây giờ mà cứ ảo tưởng mà cứ thằng Mạnh Thường Quân giải cứu không là em không có thích nè. Mình lớn rồi đâu phải thích đâu mà. Dạ. Mà hồi lúc mà nói xấu thì cũng nhiều rồi em không phải. Trước thì đồng súng nói xấu Bình Định, thì đòi đánh Bình Định này kia nọ đủ thứ. Giờ tới cha đồng súng nói xấu Diệp Phúc Niêu, mà trong khi đó Diệp Phúc Niêu nó thiệt chứ. Con Diệp Phúc Niêu nó làm con với Bình Định hen, là xuất bắt sang bang mà không giận Diệp Phúc Niêu, nhưng mà con cái Diệp Phúc Niêu giúp biết bao nhiêu công việc. Bây giờ quay lại chơi Diệp Phúc Niêu thì chưa bao giờ buồn. Rằng anh em thì có đôi lúc những cái suy nghĩ mình cũng nói quay qua cũng đẩy gì cũng nêu lên bờ xuống ruộng, còn gì xuống nêu ví dụ như nó làm cái gì em không có giận đó, Bình Định cũng không có giận xuống nêu, nhưng mà có cái người mà xuống nêu giúp mà tận tình luôn, giúp từ đầu tới đuôi từ A tới Z luôn mà. Để kiểu như người được giúp thì không có trả ơn, người không giúp gì lạ. Không phải là mình ghen ăn tức ở gì, mà mình thấy mà tất cả các mạnh quân đều nhìn đều thấy, tất cả anh em đều thấy, không phải riêng mình đâu. Tay chân người ta cong béo một em vậy đó quý vị. Rồi người ta có tật có nguyện vậy mà người ta còn phải đi mưu sinh từng tờ giấy số, từng một cái bánh, chứ không phải là người ta ở nhà ở không để chờ cái Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Người ta tự lực cánh sinh, chứ người ta không muốn mà để mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ người ta đâu phải là giống như mà cha đồng cứng hay là với đồng cứng đâu, chứ cái thì thiệt chứ. Quay lại chơi thì cũng như quyết định là thấy không thái à. Mình không là cái gì hết, mình là cái thằng bán dừa thôi, nhưng mà thấy mình cũng bực. Chứ sống sao mà để cho thiên hạ bà con người ta nhìn vô thấy lớn hết trơn. Nói ăn ngon không chú xe ôm được hả? Ăn nói mà không biết suy nghĩ. Thôi em nói gì nhiều vậy thôi để cho quý vị hiểu thôi, chứ còn mà đối với em á thì chuyện đó là chuyện bình thường, tại vì xử Nhịp Sống Niêu với lại Bình Định thì chứ không có xử em bình thường. Rèn 162 mình sẽ thuộc xử không? Ừ. Còn Bình Định hả cứ tối ngày cứ hả đi đầu này chọc miếng đầu kia chọc miếng. Quý vị kia tức không? Sẹt qua đây chọc miếng, sẹt kia chọc miếng. Ủa Bình Định ít bữa nữa là tới cái ngày mai nghỉ ngày 4 nấu đồ chai không? Rằm mấy đi là đi Bình Dương để nấu à, đi Bình Dương hả?
nói cho mấy người để xung lan nha. Là đi ở dưới Mỹ Tho hay là dưới Vĩnh Long? Vĩnh Long đúng không? Bữa giờ đi tỉnh nào cũng đi hết rồi đó. Chưa. Ê, mà tôi nói ông nè, tôi quay clip từ thiện mai coi, quay clip qua đi Vĩnh Long quá trời luôn, có 2.000 người xem. Quay cảm xúc quá trời. Có rồi, có rồi. Xin chào khán giả, chào mọi người. Thì hôm nay Bình Định tới đây thăm em, coi em sống chết sao. Nói chung là cũng còn ngáp ngáp được, chứ cũng không đánh đổi. Hồi sáng giờ thì mấy anh mấy chị công an phường đi qua thì em né vô một xíu, cho nên là giờ em còn quá trời nhiều dừa luôn. Dạ, dí quá trời luôn cô. Trong là sáng giờ mình định giải cứu 10 trái nè. Mà năn nỉ lắm á, mới giải cứu cái gì á. Thì còn cái mới vừa sim này nữa nè. Giờ giải cứu 10 trái nữa hết mình định. Mẹ. Và bây giờ em xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú chị vào một video clip tiếp theo. Mọi người xem nhớ đăng ký.